Mến chào các bạn đến với chuỗi yoga dành cho chư Phật tử. Bài của ngày tiếp theo cùng với Kim Toàn nhé. Động tác đầu tiên này. Đan 10 ngón tay vào nhau. Rút dài nâng cao cái vai và cột sống của mình lên. Đúng rồi. Thẳng tay nhé. Nâng cao cái xương bả vai của mình lên một chút. Cố gắng giữ thật tĩnh và chờ nó tê thôi. Động tác thì vô cùng đơn giản, nhưng quan trọng là chúng ta phải giữ được tĩnh và chờ nó tê dần đi theo thời gian. Càng giữ được lâu thời gian thì cảm giác tê nó đến càng dữ dội. Và đúng là cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể của chúng ta nó xảy ra mới mạnh mẽ, thật là mạnh mẽ nhé. Và rồi từ từ sẽ hồi phục tất cả những cái tổn thương trong quá trình lao động, làm việc cũng như là khấu hao cơ thể. Theo thời gian từ từ nó sẽ dần dần hồi phục. Có thể là các bạn xem rất là nhiều các cái video, những cái TikTok hay là các cái review ngắn của các cái chuyên gia khác nhau. Nhưng sự thực thì cần phải có một chuỗi bài tập đầy đủ và chi tiết trong một thời gian dài và bền bỉ thì hiệu quả nó mới có được. Ví dụ như ngay cái động tác mà các bạn đang tập cùng với Kim Toàn ấy, cũng động tác như thế này thôi. Nhưng mà các huấn luyện viên khác thì họ cho giữ tầm 10-15 giây nhé. Và đúng là 10-15 giây thì chẳng có cái điều gì xảy ra đâu. Chúng ta tập thì chỉ thấy nó thoải mái, nó dễ chịu cơ thể một chút thôi. Và ngày hôm nay tập thì nó thấy thoải mái, dễ chịu. Ngày mai thì chắc là cũng chẳng thấy có cái gì đâu. Không thấy sự thoải mái và dễ chịu ở đây đâu nhá. Và có tích lũy thì không hề có tích lũy. Thì cũng giống y xì như chúng ta học tập và lao động, làm việc cũng vậy thôi. Cứ mỗi ngày phải cố gắng và nỗ lực một chút. Thì dần dần nó mới có tích lũy. Chứ không phải tự nhiên mà nó có được luôn. Rồi, khóa thật chắc và thật tĩnh nhá. Thật chắc và thật tĩnh. Trong cái quá trình lao động làm việc cũng như là khấu hao cơ thể một cách tự nhiên ấy, thì sức khỏe của chúng ta nó cứ kém đi theo thời gian thôi. Rồi buông tay của mình xuống. Với dài tay sang hai bên này, xoay căng cái đầu sang bên trái nhé. Theo thời gian thì sức khỏe của chúng ta nó cứ kém dần đi. Và cái sự kém dần đi đấy thì nó không phải là đột ngột xuống. Hầu hết đều không phải là do đột ngột nó xuống cấp nhé. Mà là do cứ mỗi ngày một tí, mỗi ngày một chút, thông qua mỗi cái sự vật sự việc trong cuộc sống, làm cho chúng ta suy sụp dần, kiệt kệ dần năng lượng của mình đi. Và đến khi mà chúng ta dừng lại để mà thực sự mà cảm nhận ấy, và chấp nhận với cuộc đời này rằng là sức khỏe của chúng ta nó là hữu hạn. Và mọi thứ đến với chúng ta trong cái cuộc đời này đấy, nó đều là có cái duyên và có cái lý do của nó cả. Chứ không phải là mình cứ cố gắng, cứ nỗ lực, cứ kiên trì, cứ bám chấp và cứ lao động làm việc sáng tạo hay học tập mà nó đã đạt được cái kết quả tốt đâu. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các cái nguyên khác nhau, các cái nguyên nhân khác nhau và các cái kết quả khác nhau thì nó mới tạo ra được những cái kết quả cuối cùng. Đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận rằng là mặc dù cái công sức mình bỏ ra rất là lớn, những cái lợi ích mình thu được thì nó lại không được nhiều. Tuy nhiên thì đúng là đổi bên, cái nhiều hay ít này nó phụ thuộc vào cái sự chấp nhận của tùy từng cá nhân nhé. Có người thì phải là ở cái thang điểm 10 thì mới cảm thấy hài lòng. Tôi bỏ ra 10 thì tôi phải nhận được 10. Nhưng sự thực là đúng là có một số người thì có lẽ là bỏ ra 5-7 thôi nhưng lại đạt được 10. Nhưng có rất nhiều người có lẽ là bỏ ra cả 10 nhưng chỉ đạt được 1-2. Nhiều khi là còn rất là ít, ít hơn cả 1-2 nữa cơ. Vậy thì cái nguyên nhân nó ở đâu? Tại sao nó lại như vậy đấy? Thì bản thân chúng ta là cái người mà hiểu rõ nhất. Chứ người ngoài họ cũng chẳng có thể nào mà giải thích được giúp chúng ta hay là gỡ rối dùm chúng ta đâu. Tuy nhiên thì tất cả đều giống nhau thôi. Cái sức khỏe nó là hữu hạn. Và các cái buổi trước thì Kim Toàn cũng chia sẻ rất là nhiều rồi. Ngay cả những cái vị vua, vương công quý tộc nhé. Vua của quốc gia hoặc bây giờ là các thủ tướng chính phủ hay là tổng bí thư hay là các vị đại tướng đúng không? Họ có tất cả những cái tài nguyên vật lực trên toàn thế giới, trong quốc gia. Họ có thể sẵn sàng chi trả những cái khoản vật chất rất là lớn để đánh đổi lại cái sức khỏe mà họ muốn. Thì đúng là không làm được cái điều đó. Đến một cái độ tuổi nhất định rồi chúng ta cũng phải giống như nhau hết. Có nghĩa là đến cái độ tuổi nhất định thì cái cơ thể của mình nó sẽ khấu hao và nó không còn lao động làm việc cũng như là sinh hoạt được nữa. Vậy thì có cái cách nào đó để giúp chúng ta khỏe mạnh hơn hàng ngày không? Và hiện tại bây giờ tính đến thời điểm này đấy thì đúng là chỉ có chưa đến 100 năm nhé. Từ khi đất nước chúng ta bắt đầu tại thời điểm này là năm 2024.
từ khi đất nước Việt Nam bắt đầu độc lập cho đến tận bây giờ, nhé, là gần 100 năm, gần 100 năm thôi. Nhưng trong quãng thời gian đó thì đúng là cái độ tuổi của chúng ta, độ tuổi là tuổi thọ trung bình đấy của người dân Việt đấy, đã tăng gần như là 100%. Trước đây thì chỉ tầm khoảng trên dưới 40 thôi, nhưng bây giờ đã làm sao sấp xỉ trên dưới 80 rồi. Vậy thì rõ ràng là có số tăng cả gấp đôi, đúng không? Khoa học kỹ thuật nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều thứ. Và chúng ta ai đó mà biết trước được những cái nền khoa học kỹ thuật tốt như vậy từ những cái công cụ khác, ví dụ như các bạn đang tập cùng với Kim Toàn, đúng không? Tuổi thọ chúng ta tăng cao là một cái điều rất là tuyệt vời rồi. Nhưng tuổi thọ tăng cao mà sức khỏe không tăng theo kèm đấy, thì cái chất lượng sống của chúng ta nó không tốt, nó không tốt một chút nào nhé. Rồi, đan 10 ngón tay vào nhau, nâng cao vai này, đổ rạp người về trước, cúi đầu xuống. Chất lượng sức khỏe nó rất là quan trọng. Chúng ta sống lâu, sống nhiều thời gian, đầy căng nhé, là một việc. Nhưng để mà tăng cao cái chất lượng sức khỏe của chúng ta lên thì đúng là cần phải có ý thức rất là tốt, rất là nghiêm túc. Cái ý thức của mình nó không chỉ đơn giản là việc tập luyện hàng ngày, mà còn ứng dụng vào cái lối sống hàng ngày, cái cách ăn uống hàng ngày. Và sự thực là đây là một cái phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động hoàn hảo nhất tính đến thời điểm này. Và cách này gồm 3 mục như sau. Thì Kim Toàn nói thật rõ ra trong buổi tập ngày hôm nay để các bạn cùng nhau tìm hiểu nhé. Và cũng như là Kim Toàn cùng với các bạn tìm hiểu và chiêm nghiệm xem thực sự là có đúng như vậy không. Cái cách thứ nhất này là cái điều quan trọng nhất. Các cụ câu là vạn bệnh từ miệng mà vào, đúng không? Họa từ miệng mà ra. Vậy thì cái điều đầu tiên chính là thay đổi lại cái thói quen ăn uống cho phù hợp đối với cái độ tuổi của mình tại thời điểm hiện tại và cái tình trạng sức khỏe của mình tại thời điểm hiện tại nhé. Giả thiết như là Kim Toàn lấy một vài cái ví dụ này để chứng minh cái điều mà Kim Toàn nói rằng là nó có hoàn toàn có lý nhé. Trước đây thì các cụ có câu là bữa sáng thì ăn cho vua, bữa trưa thì ăn cho hoàng tử và bữa tối thì ăn cho người hầu, đúng không? Nếu như chúng ta nghĩ theo cái nghĩa đen ấy, thì có nghĩa là buổi sáng chúng ta phải ăn rất là nhiều, buổi trưa thì chúng ta ăn ít hơn một chút, và buổi tối thì ăn rất mộc mạc và đơn giản, ăn như người ăn mày, có đúng không? Nếu như mà nghĩ đơn giản như vậy đấy thì nhìn theo cái mặt tích cực thì đúng là đúng thật, nhìn theo nghĩa đen thì đúng là đúng thật. Tại vì cái chu kỳ xã hội đó thì đúng là đất nước chúng ta là làm nông nghiệp. Có thể cái video của Kim Toàn ngày hôm nay thì ai đó mà xem được luôn thì đúng là các bạn đã trải qua cái chu kỳ xã hội đó. Nhưng có thể một vài chục năm sau thì con cháu của chúng ta lớn lên và rất là khó hiểu về những cái ngôn từ mà Kim Toàn chia sẻ trong cái video của ngày hôm nay. Thì cái đây cũng là cái cơ hội để các bạn ấy là nhìn lại cái thời gian trong cái quá khứ, ông bà của mình đã từng trải qua cái việc gì, đã từng trải qua cái điều khó khăn thuận lợi gì trong cuộc sống. Và toàn bộ những kiến thức Kim Toàn chia sẻ ngày hôm nay là toàn từ cái sự quan sát, trải nghiệm từ trong đời sống hàng ngày, cái công việc của Kim Toàn nhé. Rồi đặt tay vào lưng, nhổm dây, chứ không phải là sách vở gì cả. Tiếp tục này, thì lướt cô ngồi, co hai chân, thẳng lưng nhá. Rồi, duỗi dài, lướt dài cuộc sống của mình về trước này, gập sâu xuống. Có phải trước đây, năm nay là 2024, thì trước đây tầm khoảng 5-70 năm trước, tiếp tục trở đi đấy, 50 năm trước là dài đấy, chứ tầm khoảng 30 năm trước thôi, thì đất nước chúng ta 30 năm trước thì có phải là năm 90 đúng không nhỉ? 90, 2000, 2020, đúng không? Tầm khoảng năm 90, thập niên 90. Đúng là đất nước chúng ta hầu hết đều làm nông nghiệp hết. Nhà nhà làm nông nghiệp, người người làm nông nghiệp. Tất cả mọi, hầu hết không có công nghiệp, không có công nghiệp nhé. Nhưng tại thời điểm này thì đã là vượt qua công nghiệp hóa rồi, mà chuyển sang hiện đại hóa đến nơi rồi. Có nghĩa là chuyển sang chuẩn bị vạn vật kết nối 5.0 đến nơi rồi. Thì đúng là thời kỳ chu kỳ xã hội đó thì do là cái lối sống hàng ngày lao động và làm việc của chúng ta đấy là nông nghiệp là chính. Chính vì vậy mà ăn theo như các cụ dạy đấy là đúng 100%. Sáng thì ăn như vua, ăn rất là nhiều và ngon. Trưa như ăn hoàng tử và tối ăn như ăn mày, đúng không? Nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn rồi. Đất nước chúng ta chuyển sang công nghiệp hóa rồi. Và nông nghiệp thì hầu hết là mọi người không làm nữa rồi, đúng không? Và mọi người chuyển dần sang làm cán bộ công nhân viên ở các cái đồn điền hay là cái gì gì đó. Có nghĩa là con người chúng ta không phải lao động quá là nặng nhọc nữa, thức khuya dậy sớm nữa,
Vậy thì các bạn có thể để ý nhé. Trước đây mà các cụ đấy mà làm nông nghiệp thì đúng là ăn như vậy. Nhưng bây giờ gọi là các cụ mới đi, chứ không phải các cụ già ngày xưa nữa. Thì bây giờ chúng ta làm công nhân, công nhân thì ăn không thể ăn giống được, ăn nông dân được, không thể ăn giống nông dân được. Hoặc là tại cái thời điểm này có rất nhiều cán bộ công nhân viên chức, hoặc là những người mà kinh doanh, làm việc kinh doanh, họ có ăn giống như vậy đâu, khác nhau nhé. Các bạn có để ý thấy rằng nông dân ăn khác với công nhân, công nhân ăn khác với cán bộ công nhân viên chức, công nhân dây chuyền khác nhé. Rồi là khác hoàn toàn với những người làm doanh nghiệp, hoặc là lao động tự do, hoặc là các chính trị gia, hoặc đơn giản là những người tập yoga như Kiểm Toàn thôi. Tất cả mọi người không ăn một bữa cơm giống nhau, mà khác nhau rất là nhiều, từ loại thực phẩm cho tới cái số lượng thực phẩm và cái giờ giấc nữa. Vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải thay đổi cho nó phù hợp đối với cái nhu cầu lao động làm việc và khấu hao năng lượng mà mình đang có nhu cầu cần. Có đúng không? Vậy thì giả thiết bây giờ trước đây các bạn làm nông dân thì bây giờ các ăn nông dân cũng được, vẫn được, nhưng với điều kiện là vẫn làm nông dân nhé. Chứ bây giờ mình lại không làm gì nữa mà mình lại vẫn ăn giống nông dân, thì vậy thì chắc chắn là mình sẽ không tiêu hóa và chuyển hóa được hết số lượng thức ăn đó. Dẫn tới điều gì xảy ra nhỉ? Dẫn tới là chúng ta không thể tiêu hóa hấp thụ được hết tất cả những cái chất đó, và rồi thì mặc định có những cái bệnh rối loạn chuyển hóa không lây, và nặng nhất là bệnh ung thư, nhẹ nhàng nhất là đau dạ dày, khó ngủ, tiền đình, huyết áp, đau đầu, hoặc là đau xương khớp, hoặc là táo bón. Những cái bệnh đó là gần như là bệnh kinh niên rồi. Và chúng ta mà chủ quan thì có thể là chúng ta sẽ chỉ đi chữa bệnh thôi, ốm đâu thì sử dụng thuốc để chữa bệnh, nhưng chúng ta hầu như không bao giờ đặt cái câu hỏi là tại sao mình lại bị bệnh. Có giờ mọi người đặt hỏi câu hỏi tại sao mà chúng ta lại bị bệnh không? Thì thường nhà Phật hay dạy chúng ta là có nhân thì mới có quả, đúng không? Gieo cái nhân không tốt thì gặt cái quả là không tốt, có nghĩa là có nghiệp. Vậy thì mình chỉ cần đặt cái câu hỏi tại sao mình lại bị đau dạ dày, thì tự động nhé, sẽ có một loạt các câu trả lời. Thì trong đó là Kim Toàn đã hỗ trợ các bạn giải quyết cái vấn đề đó mỗi ngày một chút, có đúng không? Thôi buông lòng, nhổm dậy. Thế đứa trẻ nào, nâng cái chân trái lên, kéo này, khóa chặt vào nhé, thẳng cái lưng của mình lên, đúng không? Thật tĩnh và thật chặt nhé, có thể lắc lư nhẹ nhàng một chút, đúng rồi, thật tĩnh và thật chặt này, tĩnh, chặt, khóa càng chặt càng tốt này. Vậy thì chỉ cần mình đặt câu hỏi tại sao tôi lại bị táo bón, tại sao tôi lại bị đau dạ dày, tại sao tôi lại bị đau xương khớp, tại sao, thì tự động sẽ có một loạt các câu trả lời. Đôi khi mình cũng chẳng làm cái gì đâu, mình chỉ nhìn xem những cái video mà họ chia sẻ về cái bệnh đau dạ dày ở trên top, hoặc là Facebook, hoặc là trên YouTuber, hoặc là đơn giản chỉ gõ một cái từ khóa tìm hiểu trong YouTuber hoặc là top, thì tự động là sẽ có một loạt các cái câu trả lời tương tự từ những chuyên gia khác nhau đưa vào cái màn hình của các bạn. Vậy thì rõ ràng là chỉ cần chúng ta khởi một cái dục nhẹ nhàng trong đầu mình thôi, đôi khi mình chỉ cầm cái điện thoại mình nghĩ thôi, nghĩ về cái điều mình muốn thôi, thì toàn bộ những cái kiến thức để giải quyết cái vấn đề của mình nó sẽ ùa tới. Có phải là trước đây thì để có một cuốn sách để mà đọc ấy thì rất là khó khăn, vất vả lắm, thậm chí là nhà phải có điều kiện thì có tiền mà mua sách. Bản thân Kim Toàn năm nay là 44 tuổi và năm nay là 2024. Chia sẻ thật với các bạn là cái thời kỳ mà Kim Toàn cần có sách vở để học tập đấy, thì cái thời kỳ đó tầm khoảng lớp 1 nhá, cho tới tầm khoảng lớp 10, nhà Kim Toàn cũng không có nhiều điều kiện đâu, nghèo lắm. Và để có sách để mà đọc đấy thì thực sự là rất là mất vệ sinh đến cái mức độ như thế này nhá. Và đây là câu chuyện rất là thật từ bản thân đấy. Ngồi ở trong nhà vệ sinh nhá, mà vệ sinh không phải là vệ sinh nhà mình đâu, vệ sinh của các gia đình khác hoặc là công cộng, mình lấy cái giấy mà họ gọi là họ chùi đít ấy. Mà ngày xưa thì các bạn biết rồi đấy, ai mà sống cùng cái độ tuổi Kim Toàn thì mới biết được, họ toàn sử dụng bằng giấy thôi, mà giấy là không có giấy vệ sinh đâu, mà là giấy tập vở, tập viết ấy, giấy viết, thậm chí là cả giấy xi măng, giấy cái gói bao xi măng đấy. Và mọi người sử dụng cái giấy đấy để chùi đít, gọi từng chùi đít đi, chùi đít của mình. Và rồi thì điều gì xảy ra thì các bạn biết rồi đấy, cái phân nó họ vất lại, chứ họ không vất xuống dưới hố cầu đâu nhá, mà ngồi chỉ là ngồi xổm, ngồi cầu tõm đấy. Và cái phân nó khô lại ở cái giấy đó thì nó không còn cái mùi hôi nhiều nữa, thì Kim Toàn ngồi là phải bóc từng cái tờ giấy đó ra để mà đọc chữ. Một phần mình ngồi mình đọc và mình bị cuốn đi, cái thời gian đọc đi, cái gì đọc không quan trọng, cứ có chữ là đọc thôi. Và đến khi mà mình giật mình nhớ ra là mình đã đi vệ sinh từ lâu lắm rồi, thì cái phân ở hậu môn của mình đấy, nó dính lại một chút đấy, nó còn khô lại cơ mà. Thì các bạn hình dung là làm sao,
có nghĩa là mình ngồi trong đó rất là lâu, có lẽ là cả tiếng đồng hồ. Thôi hạ xuống, dựng cái chân trái lên, thế vặn người nhá. Hơi ngả người về sau này, rút dài cuộc sống lên. Xoay đầu nhìn vào vai phải, thẳng thắn ngay ngắn nhá, hóp hóp cái bụng lại một chút. Thì đúng là những cái chu kỳ xã hội đó mà ai đã từng trải qua thì mới biết được rằng là đất nước chúng ta rất là khó khăn. Nhưng đến cái thời điểm này thì thực sự là rất là tốt đẹp, cuộc sống rất là tuyệt vời. Chả cần biết là đúng hay sai, tốt hay xấu, nhưng tuổi thọ trung bình của người dân chúng ta đấy, chúng ta ngày xưa chỉ là dân cỏ thôi, còn bây giờ thì gọi là công dân, đúng không? Nghe nó sang hơn rất là nhiều. Chả cần biết đâu, trước đây tuổi thọ chúng ta chỉ trung bình trên dưới 40 là tốt lắm rồi, nhưng bây giờ là đến cả bao nhiêu, 80-90 tuổi, thậm chí là trên 100 tuổi. Vậy thì rõ ràng là chúng ta bây giờ sướng hơn vua ngày xưa rất là nhiều, đúng không? Mình cũng chẳng cần quan tâm tới cái việc quốc gia của mình là ai là tốt, ai là xấu, ai là tuyệt vời, ai là không tuyệt vời. Mình chỉ cần nhìn vào kết quả thôi. Mình chỉ cần nhìn vào kết quả thôi nhá, rằng đời sống bây giờ rất là tuyệt vời, rất là sung túc, rất là sung túc nhá. Và tuổi thọ của chúng ta nâng lên rất là cao. Vậy thì chỉ cần biết một điều như vậy thì chắc chắn những người mà ta đang vận hành quốc gia, những cái tổ chức chính trị họ đang làm sao vận hành cái cuộc sống của chúng ta, họ rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời nhá. Còn tuyệt vời hơn nữa, vượt trội hơn nữa đấy, thì có lẽ là các bạn có đủ năng lực thì mình tìm ra những cái phương trời mới, các quốc gia mới, các quốc gia khác để ở cuộc sống ở đó tốt đẹp hơn. Tuy nhiên thì mỗi một nơi đều có một cái giá trị riêng, chứ không phải chỗ này tốt thì tốt tuyệt vời. Thì cũng giống như là Kim Toàn đang chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động này, có rất nhiều các cái cách để giúp cho cuộc sống của chúng ta nó tốt đẹp hơn. Và yoga nó cũng chỉ là một trong những cách đó. Và trong yoga thì cái việc đầu tiên chính là điều chỉnh lại cái gì nhỉ? Cái thói quen ăn uống phù hợp với cái tình trạng hiện tại của mình, với cái nhu cầu sử dụng năng lượng của mình, hoặc chỉ đơn giản là mình làm cái việc gì thì mình ăn theo cái kiểu đó. Các cụ có câu là nghề với nghiệp mà. Vậy thì cái nghề của mình như thế nào ra làm sao thì mình sẽ có cái nghiệp của cái nghề đó. Thì tương đương với việc là cái nghề đó mình mà ăn theo kiểu đó thì mình sẽ có cái nghiệp theo kiểu đó. Có thể là nghiệp tốt hoặc cũng có thể là nghiệp chưa tốt. Thì đúng là cái điều đầu tiên chính là điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống cân bằng phù hợp với cái nhu cầu hiện tại cơ thể của mình nhé. Cái điều thứ hai đó chính là lốt lại cái bộ não của mình. Bằng cái cách như thế nào nhỉ? Suy nghĩ lại một cách thật là đúng đắn. Thì ở đây Kim Toàn là đàn ông nhé, Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn một cái điều rất là thực tế, là thực cực kỳ luôn. Thực như hàng ngày Kim Toàn vẫn đang trải nghiệm và gặp những người đàn ông như vậy. Thôi hà xuống. Rồi đổi chân nhá, dựng cái chân phải của mình lên này. Hơi hóp hóp cái bụng, ngả người về sau một chút xíu. Rồi vặn, xoay đầu nhìn về vai trái. Thường thì đàn ông của người Việt ấy, cho đến tính đến thời điểm này nhá, sau này thì Kim Toàn không biết, thì hiện tại năm 2024, đa phần là đàn ông trên toàn quốc là thiếu các cái kỹ năng chăm sóc bản thân. Có nghĩa là đàn ông hầu như không có năng lực tự chăm sóc bản thân, ngay kể cả những cái việc nấu nướng hay là dọn dẹp vệ sinh, tất cả mọi thứ đấy hầu hết đều là kém và phải phụ thuộc vào nữ giới họ làm cái việc đó cho mình. Có nghĩa là đàn ông thì xây nhà và đàn bà thì xây tổ ấm, các cụ phân công công việc là như vậy rồi. Và hiện tại thì bây giờ cũng vẫn khá là đúng, khá là chuẩn nhé. Tại vì có một số việc là chúng ta không thể làm được hết, buộc phải là nhờ những người đồng hành cùng với mình. Vậy thì rõ ràng là chúng ta bị phụ thuộc, đàn ông nó bị phụ thuộc bởi nữ giới. Họ cho mình ăn ngon thì được ăn ngon, họ có cái tư duy tốt thì họ sẽ đào tạo cho mình cái tư duy tốt. Còn trong trường hợp thì bản thân chúng ta đã không có kiến thức rồi, nhưng chúng ta lại không được chăm sóc. Thực thà ra mà nói đấy, thì để mà có được cái điều kiện tốt để mà dành riêng cho người phụ nữ ở nhà chỉ chăm sóc chúng ta đấy, thì thực sự là cũng rất là khó. Hầu hết các gia đình là vợ cũng làm, chồng cũng làm, chỉ là làm ít hay làm nhiều thôi, chứ không phải là chồng đi làm, vợ ở nhà chăm sóc gia đình. Không giống người Nhật nhé, người Nhật tại cái thời điểm này là đúng là như vậy đấy, và trước đây cũng tương tự như vậy. Vậy thì dẫn tới là bản thân đàn ông không có cái năng lực tự chăm sóc bản thân, thiếu năng lực đó. Và rồi thì theo thời gian, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, cái sức khỏe của chúng ta nó xuống cấp. Và thực tế chứng minh là đàn ông sẽ chết trước phụ nữ trung bình từ 10 cho tới 20 năm. Các bạn có để ý thấy rằng là bà quá thì có rất là nhiều, nhưng mà ông quá thì không có nhiều, đúng không? Đa phần là vậy, ở tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc tính đến thời điểm này nhá. Và có lẽ sau này cũng vẫn tương tự như vậy đấy. Và rồi thì khi đàn ông có vấn đề xảy ra đấy, thì bản thân đàn ông thì lại bám chấp vào cái việc là, tại vì đàn ông thành công ở nhiều lĩnh vực, có thể là ở sức khỏe hay là ở tình cảm hay là ở kinh tế, dẫn tới là khá là tự tin và tự phụ vào những cái chuyên môn của mình.
Mình cứ nghĩ rằng là mình tốt và giỏi ở cái mảng đó thì cái mảng khác mình cũng tốt, cũng tốt nhá. Và rồi thì đúng là chúng ta phải trả giá, đàn ông phải trả giá nhá. Tuổi thọ của mình thấp hơn nữ giới. Vậy thì có rất nhiều các lý do để giải thích được cho vấn đề này. Chỉ có điều là chúng ta không chấp nhận hoặc là từ chối chấp nhận. Và đó chính là cái tư duy rất là tệ, dẫn tới là chúng ta không tiếp cận được những kiến thức mới. Rõ ràng là chúng ta đang được thị trường, được nhà nước, được làm sao, được xã hội họ trao cho những cái điều rất là tốt đẹp. Chỉ có điều là chúng ta nhận một cách rất tự do, tự nhiên. Tất nhiên là những cái quyết sách này thực sự là rất tốt, tốt đến ngưỡng mà ứng dụng được trên diện rộng nhá, trên diện rộng luôn. Và đúng là toàn dân thì tăng cái độ tuổi thọ của mình rất là cao. Thôi buông, quay lại. Thế đứa trẻ tiếp này, nâng cái chân phải lên. Nhưng mà chất lượng sống ấy, và đúng là tuổi thọ trung bình của nam giới thì thấp hơn nữ giới rất là nhiều đúng không? Thôi lắc lư nhá, nâng cao lên một chút xíu. Và rất nhiều anh thì bám chấp vào cái việc là sức khỏe của tôi như vậy đấy, thì tôi sẽ tự chữa và tôi tự tìm cách chữa, chứ tôi sẽ không nhờ ai cả, không nhờ vợ. Thậm chí là còn nghi ngờ vợ rằng là các cái kiến thức mà vợ có được ấy là không phù hợp và không phù hợp, nhưng lại còn ngoài ra lại còn ảnh hưởng tiêu cực tới những vấn đề mình đang có. Ví dụ như là cách đây tầm 2 hôm thì Kim Toàn có một cô học viên. Một cô học viên đấy thì người Đắk Lắk, tên là Thu Thủy. Có lẽ là cô sẽ nghe được bộ video này. Thì Kim Toàn kể đúng là sự thật 100% nhá. Khoảng 2 hôm thôi thì cô có chia sẻ rằng là bố thì đang bị tiểu đường, và mỗi bữa thì ăn 3 bát cơm, mà một ngày thì uống 2 bữa rượu. Có nghĩa là ăn cơm đều uống rượu hết. Và hôm nâu thì cụ bị đứt tay. Đứt tay thì chảy máu từ sáng đến tận tối, nó cũng không cầm được máu. Đó. Vậy thì bị bệnh tiểu đường rồi, nhưng mà Thu Thủy thì được học kiến thức của tôi chia sẻ hướng dẫn hàng ngày. Thì Thu Thủy nhá, đã giảm được 10 cân, tự giảm được 10 cân mà không cần dùng bất kỳ một cái thực phẩm gì khác ngoài những thức ăn hàng ngày. Có nghĩa là em mới tiếp cận các kiến thức mà tôi chia sẻ hàng ngày như này này. Đó. Và em mới giảm được cân, em mới ứng dụng vào em giảm được cân và làm tăng sức khỏe của mình lên. Và em mới tin tất cả rằng là trong cuộc sống để thay đổi được sức khỏe của bản thân ấy thì buộc phải tự lực học tập các kiến thức, để từ đó mà sử dụng các kiến thức đó để chăm sóc cho bản thân nhé. Tuy nhiên thì em rất mong muốn chia sẻ cho bố mẹ của mình, nhưng bố thì từ chối tiếp cận, từ chối luôn, từ chối thẳng thừng. Và những cái điều đó thì đúng là các bạn gặp ngay trong đời sống hàng ngày, có rất nhiều người tương tự như vậy, có suy nghĩ tương tự như vậy nhé. Và dẫn tới là chúng ta không có cơ hội chăm sóc họ. Thì em cũng nói thẳng rằng là thôi em chăm mẹ em thôi, chứ bố em thì không nghe nữa rồi. Đó, thì Kim Toàn cũng nói thẳng rằng là không sao đâu em ạ, trong cuộc sống những điều như vậy là đương nhiên, là bình thường. Mình cứ việc trao đi, còn ai đó họ cần thì họ sẽ nhận. Cũng giống như bác sĩ đấy, các bạn có thấy rằng là bệnh viện và bác sĩ không? Thôi hạ xuống này, thấy cái bàn nhá, dựng hai chân. Các bạn có để ý thấy rằng là bệnh viện ấy không bao giờ quảng cáo rằng là ở đây có cái bệnh viện rồi đẩy người lên. Bệnh viện có bao giờ quảng cáo cho toàn dân biết là ở cái khu vực ABC nào đó có cái bệnh viện không? Và bản thân bác sĩ cũng không cần phải quảng cáo là tôi là bác sĩ tên là gì, mà bác sĩ chỉ làm ở trong cái bệnh viện thôi. Và khi những bệnh nhân có bệnh ấy thì tự động tìm đến bệnh viện và tự động tìm bác sĩ. Thì lúc này đây thì bác sĩ lại được các cái giám đốc bệnh viện là phân công cho chữa cái bệnh A, bệnh B, bệnh C. Có đúng không? Và chúng ta thì hầu hết không đủ cái năng lực là tự lựa chọn bác sĩ. Không có cái năng lực để làm cái việc đó, trừ những cái nhà mà rất là có điều kiện và rất là có cái kỹ năng trong cái việc là chăm sóc sức khỏe, và họ cũng mới có những cái thông tin như vậy. Còn bình thường chúng ta đến bệnh viện thì có bác sĩ ơi cứu em với, thì ai người ta giao cho bác sĩ nào thì mình biết cái bác sĩ đó, thậm chí mình cũng còn chẳng nhớ tên cái bác sĩ đó là ai. Có thực tế là đúng như vậy đúng không? Và cái ngạch chăm sóc sức khỏe này là cái ngạch mà bản thân cái người đó họ có vấn đề sức khỏe thì tự động họ sẽ đi tìm các cái giải pháp để nâng cấp sức khỏe của họ lên. Chứ nếu như mà họ quảng cáo đấy, bác sĩ mà quảng cáo, bệnh viện mà quảng cáo thì họ sẽ không tin đâu. Bởi rằng là cái bác sĩ họ lừa đấy, bệnh viện họ lừa đấy. Thì cũng giống như Kim Toàn thôi. Kim Toàn làm cái công việc này thì không quảng cáo, nhưng mà Kim Toàn làm ra được những sản phẩm rất là tốt, chăm sóc cho cộng đồng cực kỳ tốt. Thì tự động cộng đồng sẽ giới thiệu thêm những cái người bạn khác, có đúng không? Chứ không phải là làm sao nhỉ? Là Kim Toàn phải cần phải cố tình quảng cáo làm gì? Và ai đó làm công việc giống Kim Toàn hoặc bản thân Kim Toàn mà quảng cáo đấy thì sẽ dẫn tới điều gì nhỉ? Dẫn tới là mọi người sẽ không tin, đúng không? Và mọi người thấy nghi ngờ về những cái điều này là có không có thực trong cái cuộc sống này. Rồi hạ xuống, duỗi hai chân của mình về trước nào.
thẳng lưng của mình lên nhá, kéo ngửa hai lòng bàn chân vào người, căng 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 căng. Đúng rồi. Tĩnh và khóa chặt thì căng duỗi. Và đúng là càng quảng cáo thì mọi người càng nghi ngờ. Vậy thì bản thân chúng ta đấy là phải ý thức được rằng là chăm sóc sức khỏe là phải tự chủ động. Bản thân của mình phải tự chủ động, chứ không cần phải nhờ người khác hướng dẫn hay chia sẻ gì cả. Thì tương tự với việc đó này, những cái người làm cái công việc này không cần phải quảng cáo. Tự làm tốt, làm thật tốt thì tự động bệnh nhân sẽ tìm tới. Đó là những cái điều mà Kim Toàn đúc kết được trong những cái năm mà làm việc của Kim Toàn. Thì đó là cái điều thứ hai nhá. Có nghĩa là chúng ta phải tự ý thức được rằng là chăm sóc sức khỏe thì phải chủ động chăm. Chứ chúng ta không thể bỏ tiền để nhờ ai đó người ta chăm cho mình đâu. Đến ngay cả những vị tổng thống, vị vua còn không làm được điều đó, mặc dù có rất là nhiều tiền, có đúng không? Và cái điều quan trọng nhất cuối cùng ấy là chúng ta phải lựa chọn cho mình một loại vận động phù hợp. Phù hợp ở đây thì Kim Toàn biết rằng là ngoài kia có rất nhiều các cái điều hay ho. Hay ho lắm, hay ho cực kỳ luôn. Và rất là kích thích, rất là quyến rũ, rất là hấp dẫn. Ví dụ như các cái môn đối kháng, giả thiết như là bia, bóng bàn, cầu lông, tennis, bóng đá hay là gốc, vân vân và mây. Thì tất cả những cái môn thể dục và thể thao nó đều có cái lý do tồn tại trong cuộc đời. Tại sao họ gọi là thể dục và tại sao họ lại gọi là thể thao? Thể thao có nghĩa là có thi đấu, có đối kháng. Và thể thao nó là cái sở thích của từng cá nhân. Tôi thích môn này thì tôi chơi, tôi thích môn khác thì tôi chơi. Và nó mang cái tính chất là thi đấu. Và mục tiêu của nó là làm gì ạ? Tạo ra những cái luồng gió, làm sao những cái phong trào tốt để kích thích cộng đồng có cơ hội gặp gỡ và giao lưu. Vậy thì cái mà nó được ấy, không chỉ là đơn giản là cá nhân đó được nữa, mà là rất nhiều người được, thậm chí là cả quốc gia cũng được. Và chúng ta trực tiếp chứng minh rồi, chứng kiến rồi. Trong cuộc sống thì có những cái cuộc thi đấu rất là lớn, mang cấp quốc tế như là Olympic hay là Thế vận hội, đúng không? Và cái vận động bản thân, cái vận động viên ấy được cái gì thì chúng ta cũng nhìn thấy ngay. Bản thân Kim Toàn trước đây cũng là một vận động viên chuyên nghiệp. Và Kim Toàn được cái gì thì bản thân Kim Toàn cũng là người biết nhé. Nhưng cuối cùng đấy, cái thực sự mà nó thuộc về chúng ta đúng là chỉ có sức khỏe và trí tuệ thôi. Còn ngoài ra là chẳng có cái gì khác đâu. Ai rồi cũng sẽ trải qua và ai rồi cũng sẽ ngộ ra những cái điều tương tự như vậy. Chỉ có điều là chúng ta có nhìn nhận thật vào vấn đề rằng là mình thực sự cần cái gì trong cái cuộc sống này. Sức khỏe hay là trí tuệ hay tiền bạc hay tình cảm hay là danh vọng hay là những cái thành tích đạt được trong cuộc sống. Thôi buông lòng. Nhổm dậy. Tiếp tục này. Lại khoanh hai chân vào nhau. Đúng rồi. Đan 10 ngón tay nhá. Động tác rất quen thuộc, lặp lại từ đầu thôi. Gập xuống. Chỉ là chúng ta có ý thức được rằng là cái việc mình làm đấy, hoặc là cái bộ môn mình tập đấy, nó đem lại cái điều gì. Thì trong rất nhiều năm làm việc của Kim Toàn quan sát thấy rằng là có rất nhiều anh nhá, rất nhiều chị, rất nhiều cô, chú có lẽ là 45-50 tuổi rồi vẫn cứ chơi những môn boxing, vẫn chơi các cái môn tennis. Cái giá trị nó đem lại thì vô cùng lớn rồi. Có thể là mọi người vừa chơi vì vừa thích, vừa vì có cái nhóm bạn của mình ở đó rồi, mình chơi với bạn mình quen rồi. Cũng có thể là mình chơi cái công việc đó, tập cái bộ môn đó không phải chỉ đơn giản là chơi cho nó vui nữa, mà nó còn ra công việc, ra tiền, đúng không? Ra tiền, ra tình cảm, ra đủ thứ. Nhưng để mà ra sức khỏe đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn nhận với nhau rất là rõ ràng. Cái môn mà mình chơi đấy, nó là thể thao ấy, thì nó chỉ có khấu hao sức khỏe thôi. Đã gọi là thể thao thì có nghĩa là khấu hao sức khỏe. Chúng ta bỏ sức khỏe của mình ra để đổi lấy một cái gì đó mà thấy sự cho rằng là xứng đáng. Nhưng chắc chắn đến một cái độ tuổi nhất định thì chúng ta tất cả mọi người hầu hết đều phải dừng lại và chuyển sang thể dục. Có nghĩa là bắt đầu lựa chọn một cái môn thể dục nó phù hợp đối với cái độ tuổi giới tính, cái tình trạng sức khỏe hiện tại của mình, để làm sao có thể duy trì được nhiều nhất những cái sức khỏe mà mình đang còn nhé. Thôi buông, quay lại. Lên. Rồi xoay người sang bên trái này. Tiếp tục nhá. Nhích mông này, gập người này, lật cái cày. Đúng rồi. Rồi, chung đầu gối chạm vào vai. Có thể là chúng ta không để ý nhiều, cũng như là không quan tâm quan sát nhiều. Nhưng đúng là đến một cái độ tuổi nhất định thì buộc phải lựa chọn cho mình một cái môn thật là phù hợp. Kim Toàn lấy ví dụ này. Giả thiết năm nay Kim Toàn 44 tuổi thì Kim Toàn không có hứng thú nhiều trong cái việc là tập các cái môn thể thao nữa và chuyển dần sang tập các môn thể dục. Và Kim Toàn hàng ngày lao động làm việc mệt lắm.
cũng giống các bạn thôi, chẳng còn cái sức đâu để mà hứng thú trong cái việc chơi thể dục thể thao nữa cả, mà là tập cái môn gì đó để hồi phục lại cái năng lượng mình đã mất, để lấy sức ngày mai còn làm việc tiếp, có đúng không? Chứ Kim Toàn cũng chẳng còn dư sức để mà lại xách cái vợt lên đường mà đi chơi thể thao cho nó khấu hao. Trừ khi cái công việc, cái môn thể thao mà Kim Toàn tập ấy, nó cũng là một công việc, nó cũng là một cái cơ hội để tiếp cận nhiều khách hàng hơn, hoặc nó cũng là làm sao, là cái cơ hội để Kim Toàn chăm sóc bạn bè của mình, thì mình cũng sẵn sàng đánh đổi. Tuy nhiên thì không phải ngày nào mình cũng đánh đổi đúng không? Có hôm thì mình chơi tennis, có hôm thì mình chơi golf, có hôm thì mình chơi cầu lông, hôm thì chơi bia, thậm chí có hôm chơi bài bạc, hôm thì câu cá. Có nghĩa là chúng ta có làm sao, không nhất thiết phải chọn một môn, mà chọn rất là nhiều môn. Và mỗi môn thì sẽ lấy của chúng ta một chút thời gian, hoặc là toàn bộ thời gian. Và đúng là đa phần đàn ông đấy, có người thì đam mê thể dục thể thao, thì sau khi tập xong thì về đi chơi thể thao. Có người thì đam mê thể dục, sau khi hàng ngày lao động làm việc xong thì về đi tập thể dục. Có người thì chả thể dục cũng chẳng thể thao, thời gian rảnh rỗi thì đam mê đi nhậu, đúng không? Đơn giản là chỉ là ngồi chơi bạn bè cho nó vui thôi. Nhưng mà chúng ta có rất nhiều nhóm bạn nhậu, và nhóm bạn nhậu thì bao giờ họ cũng giữ chân bạn bè của họ, không khác gì chơi thể dục thể thao nhé, đúng không? Ví dụ như các bạn thích chơi yoga, thì những cái người mà tập yoga lâu năm đấy, họ sẽ lựa chọn những cái 10 bạn thích yoga với nhau, và hàng ngày họ gọi nhau đi tập, có đúng không? Và chắc chắn là họ cũng giữ nhau bằng cái cách đó, thì tương đương với những người bạn nhậu cũng vậy thôi. Rồi hạ xuống, nâng hai chân vuông góc mặt sàn này, gập đầu lên nhìn vào bụng, hướng sự chú ý siết chặt xung quanh bụng rốn của mình lại, đúng không? Và họ cũng tìm cách giữ chân cái người bạn chơi cùng cái bộ môn đó cùng với họ, để là chơi thì phải nó vui, để có đội thì nó mới vui, đúng không? Thì uống rượu cũng tương tự như vậy thôi. Bản thân Kim Toàn cũng uống rượu rất là nhiều, tuy nhiên đó là trước đây thôi. Và đúng là những cái người bạn rượu đấy, họ cũng quý mình lắm, họ quý mình thực sự đấy. Và nguyên nhân quý thì bản thân Kim Toàn chả có lạ gì, mình cũng là trong chăn cho nên mình biết chăn nó có rận, mà uống rượu một mình thì buồn lắm, chán lắm, buộc vì vậy là phải có một vài người bạn rượu. Và bản thân Kim Toàn có một vài người bạn, thì bạn của Kim Toàn cũng có một vài người bạn, trong đó có Kim Toàn. Và rồi giả thiết thì Kim Toàn một tuần thì mời bạn uống rượu một hoặc hai lần, bản thân Kim Toàn ấy. Nhưng bạn của Kim Toàn lại mời Kim Toàn một hai lần, trong khi đó Kim Toàn thì có vài người bạn, và vài người bạn đó thì lại có vài người bạn. Vậy thì cái thời gian uống rượu thì có lẽ là Kim Toàn chỉ tự chủ động uống khoảng 1-2 buổi, một tuần uống 1-2 buổi. Nhưng bạn của Kim Toàn thì lại chủ động, bạn của bạn Kim Toàn thì lại chủ động. Và rồi cuối cùng thì chúng ta cứ người nọ lại mời người kia, và cái cuộc nhậu đấy nó cứ liên miên và bất tận. Đôi khi thực sự là bản thân Kim Toàn cũng không tha thiết gì cái việc thích thú gì về uống rượu đâu, mà đúng là nó thành trở thành một cái thói quen rồi. Nhiều khi cũng không phải là nghiện, mà đến cái thời điểm đó mình không uống mình cảm thấy nó buồn lắm, không biết làm cái gì tiếp cả. Và đúng là phải có cái cách nào đó để giúp cho những cái con người như vậy, trong đó Kim Toàn cũng đã từng nhá, thì cái cách tốt nhất là chúng ta làm sao lựa chọn cho một cái môn thể dục thể thao nào đó, để có thể thay vì cái thời gian chúng ta uống rượu thì chúng ta chuyển cái thời gian uống rượu sang thời gian tập luyện. Và đúng là cách tốt nhất là phải thay đổi cái thói quen không tốt trở thành cái thói quen tốt hơn, có đúng không? Rồi tiếp tục này, chụm hai lòng bàn chân vào nhau, đan tay kéo siết, cố gắng kéo bông mạnh lên một chút. Lựa chọn cho mình một cái môn tập thể dục thể thao nào đó để có thể tiêu bớt cái quãng thời gian còn thừa còn lại của mình. Ngoài ra là khi mình có sức khỏe tốt rồi, sức khỏe mình tốt lên rồi đấy, thì mình tự động sẽ cần phải ý thức được rằng cắt bớt những người bạn không cần thiết hoặc là ít cần thiết đi. Thì cái điều này khá là khó đấy, không phải dễ dàng ở đâu. Tuy nhiên thì đúng đến một cái thời điểm nhất định chúng ta sẽ giống nhau hết thôi. Tự động sẽ phải cắt đi những cái người bạn ít giá trị, hoặc là những người bạn chiếm lãng phí quá nhiều thời gian của chúng ta. Có thể là họ cũng rất là tốt thôi, cũng chẳng làm cái điều gì xấu cho chúng ta cả, cũng chẳng hại gì chúng ta cả, nhưng họ làm lãng phí thời gian của chúng ta. Và cứ mỗi người một chút như vậy đấy, thì cái quỹ thời gian của mình nó không có nhiều. Một ngày chỉ có từng tầm đó tiếng thôi. Mình dành cho bạn bè rồi, dành cho bản thân rồi, thì thời gian đâu nữa mà dành cho gia đình hay là dành cho con cái, đúng không? Và rồi cái điều gì xảy ra thì các bạn cũng tự là biết và ý thức được rồi. Cái khối lượng công việc thì người nhà sẽ phải làm nhiều hơn. Ví dụ như là chúng ta đi nhậu, hoặc là đi chơi những môn thể thao nhưng lại không có nhiều giá trị với sức khỏe, thậm chí nó còn về còn đem theo cả cái tổn thương cơ thể về nữa, thì vợ ở nhà phải nấu cơm nhiều hơn, xong lại mất công chăm sóc cho chúng ta, trong khi đó lại bỏ nhiều cái nguồn lực ra để chăm sóc con cái bố mẹ, thành ra là kiệt lực của một vài thành viên trong gia đình,
cái chúng ta lấy của họ không phải là tiền bạc, mà là cái quỹ thời gian. Và cái thời gian mà chúng ta lấy của người nhà của mình đấy, thì có lẽ là cái việc mà mình bảo rằng là mình là người chủ gia đình tốt, là một cái người mà có cái ý thức chăm sóc bảo vệ cái gia đình của mình đấy, thì có lẽ là chỉ là cái câu chuyện tào lao thôi. Còn bản thân của chúng ta là đang lạm dụng cái thời gian của người trong gia đình, và vô hình chung là bắt người trong gia đình phải làm tăng cái khối lượng công việc lên để bù vào cái gì ạ? Cái thời gian, dành cái thời gian đó cho chúng ta đi chơi, đi giải trí và đi ăn nhậu, đúng không? Thôi buông, hạ xuống. Rồi, thế cầu tiếp nhá, giang hai tay, rồi đẩy cái hông của mình lên. Và rồi đến một cái thời điểm nhất định ấy, có lẽ là những cái người đồng hành cùng với chúng ta thì họ sẽ mệt mỏi, họ sẽ cảm thấy rằng là cuộc sống như này nó chẳng còn gì là thú vị nhiều nữa, và nó trở thành cái gánh nặng. Và rồi chắc chắn là chúng ta phải trả giá. Chỉ có điều là đến lúc đó thì mình không còn những nguồn lực để xử lý vấn đề cũng như sửa chữa nữa. Tại vì cái độ tuổi của mình nó cũng ngày một nó kém đi rồi, nó già nó nhiều lên rồi, cái sức khỏe của mình cũng không còn nhiều nữa rồi. Bản thân Kim Toàn thì có rất nhiều những người bạn như vậy nhé. Năm nay là Kim Toàn 44 tuổi, 2024. Tuy nhiên thì Kim Toàn có chơi những người hơn Kim Toàn tầm khoảng 15, 17 tuổi. Có những anh thì tầm 6 mấy tuổi, 70 tuổi. Còn có những người hơn Kim Toàn một vài tuổi thì đa phần là chỉ đi làm kiếm tiền. Đa phần ấy, nếu tính theo số lượng mà Kim Toàn được biết, chứ không phải tính theo bạn nhé, mà cái số lượng gọi là nam giới mà Kim Toàn biết và tương tác hàng ngày, thì có lẽ là tính theo giả thiết, tính theo con số là 100 người đi, thì có lẽ là phải trên 80 người, trên 80 người nhé, là đang ở trong cái tình trạng là chiếm dụng thời gian của gia đình. Và mình sử dụng cái thời gian đó vào những cái việc ít tác dụng, thậm chí là vô bổ. Ví dụ như vừa rồi Kim Toàn nói rồi đúng không ạ? Một là đi nhậu này, hai là về nhà nhậu, không phải nhậu ở ngoài thì nhậu ở nhà cũng tương tự như nhau thôi. Và chơi những cái môn thể dục, thể thao, nó không có giá trị gì đối với cái nhu cầu của mình cả. Mặc dù trông có vẻ rất là hiện đại, chơi những môn rất là hay, thậm chí còn đi đánh giải nữa cơ, nhưng mà chả thấy có tiền gì cả, còn thấy mất tiền. Đồng thời rước cả những cái gì cũng cứ chấn thương về nhà nữa. Ngoài ra thì thời gian dành đi nhậu cũng khá là nhiều, hoặc là thời gian thì chăm sóc những cái mối quan hệ ít tác dụng, ít tác dụng nhá, và chiếm dụng gần như hết thời gian của gia đình. Có lẽ là chỉ đi làm một ngày có mấy tiếng thôi, sau đó về nhà thì cũng chẳng giúp gì vợ con cái cả. Và rồi cái kết quả thì đều giống nhau hết thôi. Có lẽ thì những người vợ mà tốt ấy thì họ sẽ cam chịu và họ chấp nhận rằng là thôi, có thế là tốt rồi, cũng chẳng cần hơn. Còn có một số người thì họ có cái ý thức chăm sóc cuộc sống rất là tốt. Ngoài cái việc là bản thân mình tốt, họ còn lo lắng cho con cái của chúng ta nữa, và họ muốn giáo dục chúng ta. Thực sự là bản thân họ muốn giáo dục chúng ta đấy, muốn chúng ta tốt hơn, không phải chỉ vì chúng ta tốt, mà mong muốn chúng ta tốt, chúng ta làm gương cho con cái của chúng ta, để ngoài cái việc của bản thân chúng ta khỏe, mà con cái của chúng ta cũng ý thức vào việc đó và cũng chủ động chăm sóc sức khỏe. Rồi hạ xuống. Rồi giữ thẳng chân nhá, giang hai tay thế vặn người này, nâng chân trái của mình lên, đổ sang phải, úp sấp hông xuống, xoay đầu thật úp sấp thật nhiều hông xuống nhá. Xoay căng cái cổ của mình này về bên vai phải, đúng rồi, hơi co cái chân trái của mình lại một chút, vặn thật sâu vào các lỗ thắt lưng này, đúng rồi. Và các cụ đúng là có câu rồi đúng không? Bố mẹ mà cờ bạc đấy, trong nhà mà cờ bạc thì làm sao? Có lẽ là nhà rột từ lóc rột xuống. Mà bố mà cờ bạc, mẹ mà lại trai gái thì đúng là không còn gì để nói nữa rồi. Vậy thì chúng ta bước vào cái cấu trúc gia đình làm cái gì? Có lẽ là không nên lập gia đình thì tốt hơn, có đúng không? Và cho dù có lập gia đình mà bản thân mình cũng không xây dựng gia đình của mình ấy, thì tất cả những cái việc mà chúng ta nói chuyện nó chỉ là để tham khảo thôi. Kết quả cuối cùng vẫn là con số. Bản thân chúng ta buộc phải khỏe mạnh. Bản thân Kim Toàn cũng là một người cha nhé, là một người bố, là một người chủ gia đình. Rất nhiều các cái việc trong cuộc sống mà Kim Toàn nhìn thấy thích lắm, thực sự là cực kỳ thích, luôn thích nắm đấy. Rất muốn chơi, rất muốn vui, rất muốn giải trí. Cũng là con người thôi, chứ có chẳng phải là Phật Thánh hay là bằng gỗ bằng đá gì cả. Nhìn thấy cái gì, những cái điều hấp dẫn trong cuộc sống, những cô gái đẹp, những cái thức ăn ngon vật lạ, những bộ quần áo thích cực kỳ luôn. Nhưng mà cũng làm sao phải ý thức được rằng là mình không chỉ dành riêng cho cuộc sống của mình, mà tất cả những hành động của mình là đều có cái mục tiêu, đều có cái nguyên nhân. Nếu như mà mình làm theo cái cách của mình muốn ấy, thì có lẽ là không nên lập gia đình nữa,
và cũng chẳng cần phải làm sao tập luyện thể dục thể thao làm cái gì cho nó mất thời gian ra. Thời gian của mình nó là hữu hạn, thì thay vì cái việc mình phải hàng ngày rèn luyện cho cơ thể của mình nó khỏe mạnh hơn, đọc học tập các kiến thức tốt hơn để làm cái gì, trong khi đó cái nhu cầu của mình nó rất là thấp. Vậy thì không cần lập gia đình, cũng chẳng cần đọc sách, thậm chí là chẳng cần tập luyện thể dục thể thao làm cái gì cho nó nhọc rồi cả, đúng không? Nâng chân lên, hạ xuống, đổi chân nhá. Nâng chân phải của mình lên, rồi đổ sang bên trái, xoay đầu nhìn về vai trái. Và cuộc sống như vậy nó rất là nhàn, rất là nhẹ nhàng. Nhưng có phải ai cũng làm được cái điều đó đâu. Ai cũng có thể sẵn sàng là sống độc lập để tự do hưởng thụ các cái giá trị cuộc sống. Thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, thích làm thì làm, thích chơi thì chơi. Không bị ai dò xét khép nép cả, có đúng không? Còn đại đa số chúng ta là rất muốn như vậy, nhưng lại muốn có gia đình để tránh bị lạc lõng và lạc loài trong cái thế giới tự nhiên như thế này. Và chính vì cái sự gọi là bất nhất của chúng ta, có nghĩa là lời nói và hành động nó chẳng liên quan gì đến nhau, đúng không? Và rõ ràng là suy nghĩ thì làm một đằng, nhưng mà hành động thì lại làm một kiểu. Và rồi cái kết quả mà chúng ta thu lượm được thì bản thân chúng ta là những người trải nghiệm nhiều nhất. Có lẽ là lợn lành lại thành lợn què. Và trong trường hợp tệ, điều tệ nhất xảy ra đấy là nó vận ngay trực tiếp vào chính cơ thể của mình. Suy nghĩ của mình lệch lạc thì sẽ dẫn tới là cái hệ thần kinh của mình, hệ thần kinh thực vật ấy, nó sẽ hỗn loạn. Tim, gan, phổi, thận, các thứ nó đập lung tung cả, nó không automatic hoạt động nữa. Có lẽ là mình chẳng bị đau dạ dày, nhưng cái cơ thể của mình nó lại báo đau dạ dày. Mình chẳng đau tim, nhưng nó lại báo nó đau tim. Mình không hề có bệnh tật gì cả, nhưng cái đầu của mình lại rất là đau. Rồi, thật tĩnh và thật chắc nhá. Mình cũng chẳng ăn uống, không lành mạnh gì cả. Nhưng cái suy nghĩ, hành động của mình nó rất là lồi lõm, dẫn tới là cái bộ xương của mình nó hỏng lúc nào mình cũng chẳng biết. Và thực tế liên tục chứng minh này, giả thiết như bây giờ các bạn nhé, không hề phải là người tốt đâu, thậm chí là một người bình thường chứ chẳng phải là người tốt. Nhưng chỉ cần mình khởi một cái dục trong đầu là mình sẽ làm người tốt, và cái công thức làm người tốt đơn giản nhất là không làm những cái điều gì không tốt đối với những người xung quanh, sự vật sự việc ở xung quanh. Còn tốt hơn một chút là còn giúp đỡ được những người khó khăn hoặc là những người không khó khăn. Có nghĩa là chúng ta một là không làm hại ai, hai là giúp được nhiều người nhất có thể, giúp được nhiều người nhất có thể nhé, hoặc là giúp được nhiều nhất một người có thể. Thì đó chính là cái công thức làm người tốt. Và trong trường hợp mình thực sự là cũng không làm được hết sức, mình chỉ làm một phần rất là nhỏ thôi, nhưng cứ lặp đi lặp lại, làm đi làm lại trong vòng một vài chục ngày, một vài trăm ngày, thì tự động nó hình thành một cái thói quen, đúng không? Rồi nâng chân lên, hạ xuống. Và rồi đúng là chúng ta vô tình trở thành người tốt lúc nào đó mà cũng chẳng biết nữa. Đan tay nhá, đỡ dưới gáy này, kéo cái đầu của mình lên, thả lỏng cái cổ gáy. Thì ngược lại với điều đó đấy, giả thiết như bây giờ chúng ta cũng chẳng phải là người ác đâu, mình cũng là người tốt thôi, nhưng mình cũng trở vào làm người ác. Thì có lẽ trong vòng tầm khoảng một vài trăm ngày là nhiều thôi, thì mặc định là cái cơ mặt của chúng ta nó cũng sẽ trở thành cái nét ác như vậy. Và đúng là thực tế là sau 40 tuổi đấy, thì các bạn là người tốt thì cơ mặt của các bạn nó sẽ là thể hiện ra là người tốt. Còn sau 40 tuổi mà mình có suy nghĩ tiêu cực, vẫn cứ đanh quánh mà suy nghĩ sò xét, phán xét như vậy đấy, thì cái cơ mặt của mình ấy, cái dáng dấp, cái nụ cười, cái bước đi của mình, cái ngôn từ giọng nói của mình, nó cũng độc ác, tương tự như cái suy nghĩ của mình thôi. Thì tương tự như vậy, Kim Toàn biết rằng có rất nhiều người là khó khăn trong cuộc sống, không tìm cách nào vượt qua được những cái khó khăn trong cuộc sống. Nhiều người còn trở vào điên nữa cơ. Thực sự là có rất nhiều người là bất lực trước những cái khó khăn thuận lợi trong cuộc sống và buộc phải tìm cách là trở vào điên. Điên để trốn tránh những cái điều cho trong cuộc sống thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi, đúng không? Có rất nhiều người ngay cả đến những cái vĩ nhân còn cũng phải trở vào điên. Và đúng là lâu dần thì điên thật. Đến trở vào điên rồi cũng thành điên thật, đúng không? Trở vào thành người tốt thì cũng trở thành người tốt thật. Mà trở vào thành người ác thì cũng trở thành người ác thật. Vậy thì rõ ràng là để có thể nhá, nâng cấp cái chất lượng sức khỏe của chúng ta lên nhiều nhất có thể, thì chúng ta có 3 cách. Và Kim Toàn tổng kết lại toàn bộ những cái kiến thức chia sẻ của buổi ngày hôm nay nhá. Cách thứ nhất chính là thay đổi cái thói quen sử dụng dinh dưỡng, ăn và uống để phù hợp đối với cái tình trạng nhu cầu sức khỏe hiện tại của chúng ta tại thời điểm hiện tại và trong tương lai. Cách thứ hai là phải có một cái góc nhìn, cái ánh nhìn và một cái ý thức thật là chuẩn để có thể lựa chọn cho mình một cái lối sống thật là phù hợp. Và cách cuối cùng
chính là lựa chọn cho mình một bộ môn vận động giáo dục thể chất, cụ thể là môn thể dục nào đó thật là phù hợp với đúng cái nhu cầu của cơ thể chúng ta, thì tự động cái chất lượng cuộc sống của chúng ta nó tăng lên rất là cao, rất là lớn. Và rồi chúng ta sẽ thoát ra khỏi, rồi hạ xuống, chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái bước là tồn tại. Đúng là trong cuộc sống bây giờ thì đa phần mọi người chỉ là đang tồn tại thôi. Chúng ta không hiểu thế giới ngoài kia nó vận hành như thế nào, ra làm sao. Đến ngay cả cái bản thân cơ thể của mình nó dùng năng lượng gì, nó ăn cái gì, nó vận hành cái gì, đường, mỡ hay đạm, vitamin hay là khoáng chất, dầu cá hay là canxi, chúng ta cũng chẳng biết. Có nghĩa là chúng ta rất là mù mờ với chính cơ thể của mình. Cơ thể của mình nó uống xăng hay là uống dầu, đúng không? Chúng ta biết rất rõ cái việc là cái xe máy nó chạy bằng xăng, đúng không? Cái ô tô nó chạy bằng dầu hoặc là xăng, cái máy bay thì nó chạy bằng xăng máy bay. Rồi, nhưng chúng ta lại không hề biết, không hề biết một chút gì nhá, là về chính bản thân của mình. Vậy thì đến bản thân mình không hiểu, thì mình làm sao có thể chăm sóc được bản thân của mình theo cái nhu cầu mà chính cơ thể của mình muốn, có đúng không? Bản thân chúng ta không hề hiểu bản thân chúng ta, thì chúng ta làm sao có thể có kiến thức để chăm sóc được bản thân của mình? Vậy thì chỉ cần làm sao mỗi ngày nghe và tập theo những cái gì mà Kim Toàn chia sẻ ở trong cái liệu trình này, trong cái chuỗi bài tập này, là cứ mỗi ngày một chút thôi, một chút không khó. Có thể là các bạn ban đầu sẽ nghe thấy rất là đau đầu, nhưng dần dần rồi sẽ quen. Dần dần mỗi ngày một chút nhé, là sẽ quen thôi. Và để có thể giúp các bạn học tập hiệu quả hơn thì các bạn cứ kết nối với Kim Toàn nhé, theo số điện thoại là 0845679999. Đấy là số Zalo của Kim Toàn. Kim Toàn sẽ giải quyết mọi cái thắc mắc và cái nhu cầu mà các bạn mong muốn có trong cuộc sống này, để giúp cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng, thoải mái và dễ chịu hơn, dần tiến tới bước là hưởng thụ cuộc sống. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở video của lần tiếp theo.